hình ảnh của thầy á, hình ảnh của thầy á, những việc xung quanh thầy á. Mọi người giúp em đăng ký kênh giúp em nhé, em mới lập kênh nhé. Còn em live stream TikTok. Bây giờ bọn anh đi sát vào mét thì thấy trên mạng thôi. Do mới tắt điện nên là trời hơi tối nha. Mọi người thông cảm cho em ạ. Thấy không dạ? Đó giờ đây lần đầu. Đó ông chưa nổi tiếng vô đồn cần gà. Đó nói ông mà ông cứ vô ăn vàng cái đây nó thật cái đây mình đâu biết cần lắm. Chứ gì mà ông vô ăn vàng mình cần. Cảm ơn Nguyễn Mai 1970 đã tặng quà cho em nha. Cảm ơn Nguyễn Mai. Trời bắt đầu ửng sáng rồi mọi người. Đúng rồi, mọi người đang đứng hai bên đường để đánh lễ thầy á. Cảm ơn Tuyết Như đã gửi quà cho em. Như Tuyết Tuyết Như. Bên kia đường mà nó vô quán luôn. Alo, xin thông báo quý bà con Phật tử. Đội thang ngã ba của chúng ta đang đứng đây. Xin nhắc cho anh chị ngồi đang đứng vị trí đấy để hoan hỷ trên đường và đi khắc phục được lúc này. Mong quý bà con cô bác cùng hỗ trợ với anh lực lượng ơn em cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương sơ tại là kéo dây xuống kìa. 2-3 chúng ta lập tức khi mà đưa các vượt qua chúng ta không có trang lắp xô lại chào theo ai đứng vị trí nào giữ. Cảm ơn Tuyết Như Lam nha. Và cũng hãy xin được báo với quý bà con thực tế là sáng nay thầy sẽ đi khắc phục và gửi quà của tặng quà cho em hơi nhiều á. Cảm ơn chị nhá. Thì thầy sẽ tiếp tục đi đoạn đường này. Còn sắp nữa là thầy sẽ có một cái thứ tư khác. Cho nên con quý bà con Phật tử cho bác chúng ta hoan hỷ. Và đặc biệt các đường này để các thật chúng con bà con của bác chúng ta không trang lắm xương lãi và dành với nhau là lao ra để cúc dương đặc thật vật phẩm cho thầy. Và nếu có trường hợp đó thì lực lượng mọi người giúp em một lượt follow với nhá, một lượt chia sẻ với nhá. Với quý bà con Phật tử, hôm nay là chúng thông báo để quý bà con Phật tử hoan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật. Chưa đâu ngoại vậy, ngồi đó đi. Chưa đâu. Bây giờ mới sớm à. Xe công an chặn ngang đó. Sao mình chàng vô đi. Cảm ơn chị. Bắt xong bắt nhờ. Đang ở gần có gần cái chỗ thầy ẩn tu á. Đang ở gần chỗ thầy á. Trời đã ửng sáng ở đây. Đang ở Gia Lai à, đang ở gần chỗ thầy.